Lá cờ nước Mỹ nó được công nhận vào ngày 14 tháng 6 năm 1777. Nhưng đến năm 1960, vào ngày độc lập của nước Mỹ, tức là ngày 4 tháng 7, thì cái lá cờ trước mặt các bạn đây, nó là cái lá cờ chính thức của nước Mỹ từ năm 1960 đến giờ. Thì ai là người thiết kế ra cái lá cờ nước Mỹ hiện tại bây giờ? Thì vào năm 1960, có một người học sinh tên là Robert. Lúc đó ông học sinh nó mới có 17 tuổi thôi. Thì trong trường học trung học của ổng, người ta mới đưa ra một cái đề án là làm một cái lá cờ nước Mỹ. Thì ông ta mới bắt đầu, ông mới thiết kế ra cái lá cờ nước Mỹ. Thì đây là cái lá cờ nước Mỹ cho tới bây giờ. Thì lúc đó là ông ta mới 17 tuổi và còn ở chung với lại ông bà của ông ấy ở tiểu bang Ohio. Thì hiện tại tới giờ lá cờ này nó đã thay đổi tới 27 lần. Thì hồi xưa cái lá cờ nó thì nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó có 13 cái ngôi sao. Thì 13 ngôi sao nó chạy một cái vòng tròn. Thì đó là những cái lá cờ thời ban đầu. Thì để giải thích cho bạn cái lá cờ nước Mỹ, thì như các bạn thấy ở đây, nó gồm có 6 ngôi sao hàng ngang đầu và 5 ngôi sao hàng ngang kế tiếp, tổng cộng là nó có 9 hàng. Thì nếu mà các bạn đếm tất cả thì nó sẽ là 50 ngôi sao. Thì 50 ngôi sao này nó tượng trưng cho 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hồi trước khi mình ở Việt Nam á, nhiều người nói mình nước Mỹ có 52 tiểu bang, nhưng mà thật sự á, nước Mỹ chỉ có 50 tiểu bang thôi. Rồi kế tiếp đến cái phần ngang này, phần sọc đỏ và sọc trắng này, thì nếu các bạn đếm từ đầu cho tới xuống dưới đây, nó gồm có 17 sọc, nó gồm có 13 sọc. Thì 13 sọc này nó tượng trưng cho 13 thuộc địa ban đầu của nước Mỹ. Thì 13 thuộc địa ban đầu của nước Mỹ á, nó gồm có là tiểu bang Connecticut, Delaware, tiểu bang của mình là tiểu bang Georgia, tiểu bang Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia. Thì đó là 13 thuộc địa ban đầu của nước Mỹ. Trong tương lai sau này á, thì có thể nó trở nên thành 51 tiểu bang. Lý do 51 tiểu bang là hiện tại bây giờ cái thuộc địa Puerto Rico của nước Mỹ này, người ta đang để đơn xin quốc hội để cho nó thành một tiểu bang độc lập. Thì nếu mà quốc hội cho phép thì nó sẽ thành 51 tiểu bang. Rồi có, mình không biết những ai có coi trên tin tức Mỹ hay báo đài á, nhiều lúc họ xoay lá cờ ngược như vậy. Thì khi họ xoay lá cờ ngược thì nó có ý nghĩa, chứ nó không phải là vô nghĩa. Đối với những người mà đi biểu tình á, mà họ để lá cờ ngược như vậy, có nghĩa là họ bực bội với chính phủ về một cái vấn đề nào đó. Họ cảm thấy khó chịu về một cái vấn đề nào đó, cho nên họ mới để cái lá cờ ngược như vậy. Nhưng đối với người chủ nhân của lá cờ, giống như người chủ nhà mà họ treo lá cờ này ở trước cửa nhà mà treo ngược á, thì có nghĩa là mạng sống của cái căn nhà đó, của người ở trong căn nhà đó đang nguy hiểm, thì cần sự giúp đỡ. Còn trong quân đội á, mà họ treo lá cờ ngược vậy thì cũng có ý nghĩa nữa, là cái căn cứ quân đội đó họ đang cần có sự giúp đỡ. Thì đó là cái ý nghĩa của mà việc treo ngược lá cờ. Bên Mỹ như các bạn biết, nó có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thì đa phần những người bên đảng Dân Chủ á, mỗi lần mà họ đi biểu tình, họ đốt lá cờ Mỹ, thì họ cho rằng đốt lá cờ Mỹ nó là cái quyền tự do của họ trong cái tu chính án thứ nhất, First Amendment. Thì họ cho nó là cái quyền tự do nên họ đốt lá cờ Mỹ.
Nhưng mà riêng cái bản thân mình á, nước Mỹ đã biết bao nhiêu triệu người chết vì cái lá cờ nước Mỹ này rồi. Thì nước Mỹ, cái lá cờ đó, nó là một cái biểu tượng cao quý nhất của nước Mỹ. Thì không nên đốt lá cờ Mỹ. Nếu mà mình thấy lá cờ này mà rớt ở ngoài đường, mình cũng sẽ lụm lên mình trả về cho chủ nó. Còn không, nếu mình không biết chủ nó ai, mình sẽ đem về nhà mình cất giữ, chứ mình không có để nó lăn lóc ở dưới đường. Mình phải tôn trọng cái lá cờ nước Mỹ. Ở bên Mỹ này thì nếu các bạn ai mà có ở Mỹ thì không nói rồi, những ai mà qua đây du lịch hoặc những ai không biết thì mình sẽ giải thích là rất nhiều nơi trên nước Mỹ này họ treo lá cờ Mỹ, từ cơ quan chính phủ là bắt buộc phải treo rồi, cho tới cái chỗ buôn bán xe, cho tới những chỗ tư nhân họ treo lá cờ Mỹ, thậm chí nhà dân họ cũng treo lá cờ Mỹ. Chính phủ không có yêu cầu họ làm gì, nhưng mà vì cái lòng yêu nước của họ, họ treo cái lá cờ Mỹ. Thì lúc trước mình có treo nhưng mà nó cũ quá nên mình phải đem cất trong nhà. Đâu mình có một cái lá cờ trước nữa. Rồi ngoài ra mình nói thêm sơ thêm thôi. Thì mỗi tiểu bang của nước Mỹ nó có 50 tiểu bang, thì mỗi tiểu bang nước Mỹ nó có một cái lá cờ riêng của nó. Thì hiện thời giờ mình không có cái lá cờ của tiểu bang mình, nhưng mà mình có cái lá cờ của mà tiểu bang Texas. Thì đây là cái lá cờ của tiểu bang Texas. Thì thông thường á, nếu ai mà treo cờ á, thì bất lúc nào nữa cái lá cờ nước Mỹ nó phải cao hơn với lá cờ của tiểu bang, chứ không có cái lá cờ, chứ không thể nào mà để lá cờ tiểu bang cao hơn lá cờ nước Mỹ. Tại nước cái lá cờ Hoa Kỳ phải là cao nhất, thứ nhì nó mới tới là lá cờ tiểu bang. Nhưng mà riêng cái tiểu bang Texas này, nó là một tiểu bang đặc biệt. Thì tiểu bang Texas nó có tổng cộng là 6 lá cờ tất cả. Thì 6 lá cờ đó, nó gồm có lá cờ của Tây Ban Nha, lá cờ của Pháp, lá cờ của Mỹ là Mexico á, lá cờ của Cộng hòa Texas, lá cờ của nước Mỹ và lá cờ Confederate, có nghĩa là lá cờ của những người miền Nam nước Mỹ trong cuộc nội chiến của nước Mỹ á. Thì 6 lá cờ này á, nó được bay ngang hàng với nhau luôn. Chỉ riêng tiểu bang Texas thì nó được quyền bay ngang hàng với nhau. Thì lý do là tại hồi xưa tiểu bang Texas nó có thuộc chủ quyền về 6 cái quốc gia này. Thì đó là lý do tại sao mà riêng cái lá cờ tiểu bang Texas nó đặc biệt ở chỗ là nó có thể bay ngang hàng với lá cờ Hoa Kỳ. Thì đó là những gì mà mình biết sơ sơ về tiểu bang Texas. Thì cái này nó hơi hay nên mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Thì mình hy vọng cái video này giúp cho các bạn hiểu chút ít về cái lá cờ của Hoa Kỳ. Mình không có đi sâu vào lịch sử của lá cờ này cho mấy, bởi vì nếu đi sâu vô thì nó thay đổi tới 27 lần tất cả. Thì không lẽ mình cứ đi mỗi lần nó thay đổi mình lại giải thích thì nó rườm rà lắm. Thì nó nôm na mỗi lần mà nó thay đổi á, là nó thêm cái ngôi sao vô thôi, là nó thêm tiểu bang vô. Tại 50 tiểu bang nước Mỹ là nó mỗi tiểu bang nó nhập vào nước Mỹ nó có những năm khác nhau, cho nên mỗi khi mà nó nhập một tiểu bang mới vô thì nó thêm vài ngôi sao vô nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình ha. Nhớ like, subscribe channel của mình để mình làm những cái video khác liên quan tới nước Mỹ. Chào các bạn.